Ok, xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy cực kỳ bán chạy của Alon. Đó là một dòng ngon, bổ rẻ và bây giờ giá nó cực kỳ tốt rồi. Hiện tại thì giá máy nó chỉ còn từ khoảng tầm 7 triệu đến 8 triệu cả body cả kit các bạn nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc máy cực kỳ bán chạy của Alon, đó chính là Alon 700D. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn trên tay bài test thực tế 700D đi kèm với ống kính mà anh em dùng rất nhiều, đó là ống kit 1855. Sau đó thì mình sẽ giới thiệu thêm một bài test với anh em về một chiếc ống mà để chuyên chụp chân dung giá cực kỳ rẻ, món quà của Canon đã tặng cho anh em, đó chính là 50mm 1.8 STM. Anh em mà chụp gái thì ống này đỉnh luôn. Ngoài ra nếu bạn không thích sử dụng hai chiếc ống giá rẻ vừa rồi thì có một chiếc ống cực kỳ tốt khẩu 2.8 toàn giải, đó chính là chiếc 1750 của Sigma. Chiếc này thì có chống rung luôn và khẩu 2.8 từ 17 cho 50, cực kỳ tiện và cực kỳ ngon. Ok, anh em đến với intro nhá. Ok, vậy 700D có những cái đặc điểm nổi bật gì? Đầu tiên, 700D là một chiếc máy mà với một cái công nghệ nó tương đối mới, tương đối vì sao? Bởi vì khi đến dòng 750D thì họ đã kết nối thêm một cái cổng là TFC cũng như là cổng Wi-Fi thì các bạn có thể bắn sang điện thoại, nhưng với 700D thì không thể. Thế nên các bạn có thể lấy ảnh qua trực tiếp qua thẻ rồi cắm vào máy tính, hoặc các bạn mua thêm một chiếc đầu thẻ cắm cho điện thoại thì nó sẽ có thể bán được ảnh sang điện thoại một cách nhanh chóng với giá khoảng 250 gì đấy thôi. Nó cũng khá là tiện. Và tại sao mình lại giới thiệu 700D kèm với ống kit ngày hôm nay? Bởi vì với một cái mức kinh phí khoảng tầm 8 triệu các bạn bỏ ra thì 700D và ống kit sẽ mang lại cho các bạn cái độ cái khả năng cho những người mới tới một cái tiêu cự rất là dài, từ 17 cho đến từ 18 cho đến 5 năm. Thì như vậy thì các bạn sẽ tức là rất là đa dụng cho những bạn mới chơi. Bởi vì mới chơi thì mình chưa có thực sự biết là mình sẽ chụp cái gì, mình sẽ chụp thể loại nào. Chính vì vậy thì một cái tiêu cự đa dụng như này thì về các bạn dùng sẽ rất sướng, đủ các thể loại từ rộng cho tới hẹp. Và chiếc ống 1855 này thì khi các bạn mua thì nó sẽ có khẩu độ từ 3.5 cho đến 5.6. Thì đây là một khẩu độ mà tương đối ổn, không quá to, không quá bé. Thì bạn hoàn toàn có thể vẫn chụp được chân dung tại tiêu cự 55 với khẩu độ 5.6. Nó sẽ hơi có một độ xóa phông mờ mờ. Thì như các bạn xem ở đây nhá, mình có một bài test chụp chân dung với 700D và cái ống 1855 này rồi. Còn lại thì các bạn muốn chuyên chụp chân dung thì thường anh em sẽ bắt đầu với chiếc ống 50mm 1.8 STM. Đây là một, có thể được coi là một món quà Canon họ đã dành cho người dùng. Bởi vì với một chiếc ống chỉ có hơn 2 triệu mà chúng ta sở hữu một cái ngàm bằng sắt này, một cái khẩu độ rất là lớn tại 1.8, và nó có một cái motor, đó là motor STM. Khi lấy nét không tiếng động thì các bạn có thể chụp ảnh và quay phim thì nó sẽ không mang lại một cái tiếng động gì cả. Nó rất là thích hợp với những anh em mà đặc biệt là quay phim xóa phông. Nó sẽ tạo ra cho các bạn những cái thước phim cinematic rất là hay, với một độ lổi khối tốt, xóa phông rất là ok. Ngoài ra đối với những cái bạn mà thực sự lười thay thế ống kính á, thì chúng ta có một giải pháp khác, đó chính là giải pháp 1750. Thì đây là một chiếc ống mà gọi là chưa đến mức là từ nhà đến trường, nhưng từ tiêu cự 17 đến tiêu cự 50 với cái khẩu độ 2.8 kết hợp với khả năng chống rung lên đến 4 stop, kết hợp với một việc đó là Sigma rất là nét. Khi các bạn cắm vào máy Canon nó sẽ cải thiện cái độ sharpen của nó và các bạn sẽ có những bức ảnh rất là sắc nét, rất là sướng. Nhưng có một cái nó là Sigma, đó là đương nhiên là một hãng hàng Ford. Chính vì vậy khi các bạn quay phim thì nó sẽ hơi có tiếng kêu một chút. Chính vì vậy, một là các bạn phải sử dụng mic rời, hai là các bạn có thể dùng mic shotgun, hoặc thứ ba là các bạn có thể quay và chèn nhạc mà thôi. Nhưng mà đương nhiên nó mang lại một cái chất lượng xóa phông, chất lượng ảnh thì cực kỳ ngon. Nên đây là một cái lựa chọn rất là tốt cho các bạn chụp ảnh. Còn các bạn quay phim thì có thể đổi sang dòng 18-135 STM thì nó sẽ lấy nét không tiếng động. Nhưng nếu mà chụp ảnh thì đây là một chiếc ống mà tầm 5-6 triệu mà đỉnh cao nhất. Ok, và sau đây các bạn sẽ cùng tớ đi ra ngoài trải nghiệm xem là với những chiếc ống đó thì chúng ta sẽ chụp những gì, mà khả năng thực tế của 700D kết hợp với những ống đó thì nó sẽ mang lại độ sắc nét ra sao, tái tạo hình ảnh như nào, có những điểm yếu gì, điểm mạnh gì. Ok, chúng ta sẽ cùng đi nhá. Nào, let's go. Ok, và sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy rất là phổ thông, đó chính là 700D. Và bài test đầu tiên của mình với lại ống kit 1855 rất là phổ thông nhá. Hôm nay mình chọn cho mình một chiếc ống kính kit 1855 STM nhá. Chiếc này khi lấy nét thì nó sẽ không có tiếng động. Và sau đây mình sẽ lắp thẻ nhớ và sử dụng. Được cái một cái ưu điểm của 700D đó là nó sử dụng một khe thẻ nhớ SD. Chính vì vậy thẻ nhớ sẽ rất là rẻ. Và 700D thì mình rất là thích vì nó có cái màn hình xoay lật, lật lên, lật xuống, lật cao, lật thấp như này. Ok, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu đi trải nghiệm với khả năng chụp của nó trước nhé. Ok, let's go. Và vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu với dàn hoa. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu chụp với cái nút chụp tính năng AV trước nhé. AV đó là ưu tiên khẩu độ, thì chụp cái này cho nó dễ các bạn. Ok, và mình sẽ nâng tiêu cự lên 55mm và khẩu là 5.6. ISO để mình để auto cho dễ chụp nhé. Ok, sau đây chúng ta tiếp tục bắt đầu với lại dàn hoa.
Hôm nay thì mình chụp thì ở cái khu mình đang test đây thì nó không có nắng, mà bên kia mà có nắng thôi. Trời nó sẽ hơi om một chút các bạn nhé. Và hoa hôm nay sẽ hơi tàn nữa thôi. Được cái là cái dòng DSLR này khi các bạn lấy led trực tiếp qua màn hình viewfinder này của nó lấy led rất nhanh, bởi vì ở 700D thì có 9 điểm lấy led crop tip. Hiện tại mình đang để là tất cả 9 điểm lấy led. Và sau đây mình sẽ đổi thành một điểm lấy led giữa nhá. Ok, thì sau khi test một vài bức bằng cái khả năng chụp qua viewfinder rất là tốt thì mình bảo mình lấy live view. Thì thực sự là cái khả năng lấy led của live view này trên 700D thì nó cũng ở mức ok hơn 650D và ok hơn 600D khá là nhiều. Nhưng mà thực sự nếu mà để so sánh với 77D này hay là 800D hay là các dòng như là 750D thì nó sẽ kém hơn, bởi vì với cái dòng máy này thì nó đã đều là 9 điểm crop tip, điểm lấy nét chéo á, nhưng mà nó lại chưa có được cái hệ dual pixel. Chính vì vậy khi lấy led live view nó ở mức tương đối thôi. Nhưng mà có một cái điểm là bạn sẽ phải chấm vào màn hình để bạn chọn điểm lấy nét cho nó nhanh, chứ còn nếu không thì nó sẽ khá là chậm. Ok, và sau đây mình lại chuyển qua viewfinder và mình test tiếp để cho nó nhanh nhá. Vừa rồi mình chụp liên tiếp một người chạy xe bi và mình thấy là khi lấy qua viewfinder thì nó lấy led khá là nhanh và bắt được đúng các chuyển động. Ở 700D thì nó có thể lấy led và chụp ảnh lên tới 5 khung hình một giây, khá là ổn đấy các bạn ạ. Ok, và sau đây chúng ta lại tiếp tục đi lên cây cầu với một dòng sông rất là nhiều mùi và chúng ta test tiếp nha. Đi. Đây mình sẽ thử test chụp chân dung với ống 18-55 cho các bạn xem nhé. Mình sẽ chụp từng huy luôn nha. Rồi, với tiêu cự 55mm ở khẩu 5.6 thì mình thấy có một cái độ xóa phông tương đối ổn, khá là mịn. Và mình bắt đầu đẩy ra cái tiêu cự 18 để mình chụp. Thường thì mọi người sẽ đứng như thế này và chụp, thì đây mình sẽ test. Thì mẫu của các bạn khá lùn nhé, khi chụp tại 18 thì các bạn lên quỳ xuống, sau đó chụp ngách lên như này thì mẫu của bạn nó sẽ cao hơn một tí. Nhưng ở đây đang chụp ngược sáng và mình sẽ cộng sáng lên một tí nha. Mình sẽ cộng sáng lên một chút. Và đây, đặc biệt là con 700D nó có màn xoay lật, các bạn sẽ dí sát cái máy của bạn xuống đất, bật live view lên và chụp thì mẫu của bạn chân siêu dài luôn. Và đó, đây là một phương pháp chụp giúp mẫu cho bạn chân dài. Và các bạn sẽ đưa mẫu ra rìa ảnh như thế này, đặc biệt là rìa ảnh mẫu chân còn dài nữa. Con 700D này nó đo sáng hơi ngu nên chắc mình sẽ không chụp đến chế độ AV nữa. Mình sẽ chuyển sang chế độ M để chụp nó sẽ hiệu quả hơn. Ok, ISO mình sẽ giảm xuống, mình để 200 thôi. Ok, và bắt đầu mình chụp nha, nó sẽ hiệu quả hơn. Và ok, sau đây thì chụp chân dung thì mình sẽ sử dụng một con ống chuyên chụp chân dung, đó chính là ống 50 1.8, để cho nó hiệu quả hơn trong cái vấn đề chụp chân dung nha. 50 1.8 STM, đây là một chiếc ống lấy led rất là nhanh, để mình xem kết hợp với ống 700D thì nó có lấy led nhanh như các đời sau của nó không nha. Xóa phông bét nhè luôn. Nào, cười cái coi. Xóa phông được tốt hơn rất là nhiều so với ống kit. Và sau đây mình sẽ test khảo cái khẩu là 2.8, mọi người rất là hay dùng, vì khẩu này nó sẽ siêu led và mẫu nó vẫn được xóa phông khá là nhiều. Ok, mình sẽ muốn chụp toàn thân vì đây là một ống fix. Mình muốn chụp toàn thân đối với Huy thì mình sẽ phải đứng xa ra. Và tiếp tục vẫn để cho chân mẫu dài, mình sẽ ngồi xuống. Các bạn lên chụp như này thì chân mẫu sẽ dài hơn nhé. Và chất lượng ảnh thì mình đánh giá là nó sẽ tốt hơn con kit ấy. Còn chụp đời thường thì 50 khi cắm trên crop này nó sẽ thành 85, chụp đời thường nó sẽ hơi khó hơn một chút nhưng các bạn vẫn chụp được. Đây, như mình vừa chụp ông già. Ok, sau đây thì mình sẽ test khả năng quay vlog của con 700D nhé. Mình sẽ đổi lại ống kit vì ống 50 không quay được vlog. Ok, và khi bạn quay vlog bằng con kit này, đây mình sẽ cầm trực tiếp trên tay và mình sẽ chỉnh khẩu nha. Con 700D khi lấy led bằng live view như này hoặc là quay phim nó sẽ khá là chậm như này các bạn ạ. Đây, mình đang quay vlog với cái kit 18-55 STM và 700D. Khi đứng một chỗ như này quay thì khá là ok. Các bạn có thể nhìn đây mình sẽ nhìn và mình sẽ nói chuyện như này. Và đặc biệt là 700D nó sẽ có một cái màn hình xoay lật và cảm ứng nên các bạn sẽ có thể ấn vào màn hình này, ấn để lấy led vào mặt. Và các bạn có thể nhìn thấy vào đằng sau, ví dụ như đây, mình có thể nhìn thấy Huy đang quay đằng sau như này.
Đó, và đây là khả năng quay đứng yên thì ở mặt mình nó rất là nét. Ok, đây mình thử dí vào gần. 700D lấy nét chậm quá các bạn ạ. Mình lại tiếp tục phải ấn vào màn hình cho lấy nét mặt mình. Và khi rút ra 700D thì như bạn mình đã có sử dụng quay rất là nhiều liên quan đến những video mà bọn mình ngồi trực tiếp tại một chỗ và bắt đầu nói. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình cầm 700D và quay ra đây vlog ở ngoài đường. Ok, sau đây mình sẽ thử vlog thử và đi lại xem nó mình lấy có tốt không. Ok, đi đi. Đi nào. Mình sẽ test đi quay vlog tại tiêu cự 18mm và đi qua đây. Đi qua chỗ này dễ ngã lắm các bạn. Đây mình sẽ tiếp tục nhìn vào. Và nó vẫn đang nhận diện lấy led vào mặt mình. Nhưng mà mình không biết là trên khung hình nó sẽ có led không, ở đây mình phải nhìn đường trước. Ok, và sau đây chúng ta sẽ đi tiếp nha. Xem khả năng quay vlog như thế nào. 700D và kit thì ở đây là sẽ tiếng thu tiếng trực tiếp nhé. 700D có một đặc điểm mà các bạn sẽ tốt trong việc quay vlog là nó có cắm lỗ chân cắm mic 3.5 nên sẽ giúp cho các bạn thu tiếng tốt hơn. Như ở đây thì mình sẽ test bằng mic trên áo, sẽ là tiếng bằng mic quay bằng máy chính của bạn Huy. Còn lại là mình sẽ để một đoạn lấy tiếng trực tiếp từ 700D. Khu bên này thì nó khá là yên tĩnh, thỉnh thoảng có một tiếng ồn lớn thôi. Đây mình thử test thử khả năng quay vlog xem có ổn không. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không được tốt lắm đâu. Nếu các bạn đứng yên quay vlog thì nó ổn thôi. Chứ nếu các bạn đi lại các thứ như này thì con 700D nó không ổn lắm. Ok, bạn thấy như thế nào? Thì trong video của mình sẽ để những file gốc để các bạn xem và các bạn tự đánh giá nhé. Nhưng mà được cái mình thích là ở tiêu cự 18 nó vẫn có xóa phông các bạn này. Rất là hay khi quay vlog, rất là đẹp. Ok, và chúng ta đến với khả năng tiếp theo của máy 700D kèm ống nha. Sau đây mình sẽ thử test khả năng chụp close up macro của con ống kit này nhé. Cái ống kit này dí được khá là gần. Khi các bạn để tiêu cự 55mm khá là gần. Và các bạn dí vào như này chụp được. Chưa đến mức độ macro nhưng mà đã chụp được close up. Cái ống 50 thì sẽ không làm được việc này nhé. Đây mình sẽ thử 50 xem tiêu cự nó sẽ đến được đâu nhé. Nào, đây là ống 50 nhá, mình sẽ test thử nhá. Cũng tương đối gần đấy các bạn ạ. Khoảng cách gần nhất của nó là 45cm cho đến cảm biến. Và mình sẽ thử test tại 1.8 nhá. Để mình test này. Chụp tạm tạm các bạn ạ. Mình test thử cái khả năng đảo đầu ống nhé. Chụp macro bằng cách là cầm ngược chiếc ống này như cái video hôm trước là chụp không ống kính mình đã giới thiệu qua. Hôm nay mình sẽ test thử thật cho bạn xem. Nó sẽ chụp gần lên rất là nhiều các bạn ạ. Ok, và sau đây chúng ta sẽ dùng tiếp cái ống thứ ba. Nó là một cái ống rất là phổ thông, giúp cho các bạn mà lười thay ống kính hoặc là các bạn cần một chiếc ống đa dụng có thể chụp đủ mọi thể loại. Đó là mình sẽ dùng Sigma 1750. Hôm nay là một ngày rất là nắng, đi quay cho bạn khá là mệt, nên các ông vô vào nhá, ủng hộ subscribe kênh rồi chia sẻ các thứ cho tôi, chứ đi làm này mệt lắm. Cố gắng đi tiếp nào. Ok, chúng ta sẽ test tiếp Sigma nhá. Sau đây mình sẽ Huy để thấp cái máy xuống tí. Anh sẽ chụp nhá. Sau đây mình sẽ tiếp tục chụp chân dung của ông Huy bằng ống 1750 Sigma. Mình sẽ chụp tiếp tại khẩu 2.8 và tiêu cự 50. Độ xóa phông thì nó sẽ tương đương tại 50 tại f2.8 nhưng nó sẽ không mở được thêm. Còn mình sẽ test tại thử 17 nhé. 17 2.8 cũng xóa phông rất là ác. Và test luôn tiếp cho này chân dài nhá. Bật live view lên, test khả năng lấy nét của con này. Ok, sau đây chúng ta sẽ để tôi tiếp thử 50 mà để 2.8 và chụp toàn thân cho nó nhé. Ok, anh em sẽ tự đánh giá ảnh nhá. Sau đây tôi sẽ tiếp tục đi chụp đời thường đi bằng con 1750 này cho nó hay, chụp ngược sáng nha. Sẽ khép khẩu vào một chút. Cái dynamic range của con 700D này nó hơi thấp. Tôi muốn chụp được bầu trời thì ở dưới nó sẽ phải tối đen. Còn lại tôi muốn chụp cái nhà thì bầu trời nó sẽ trắng xóa. Cái này các bạn có thể chụp HDR, chụp rất là nhiều tấm về sau đó ghép vào nhau thì nó sẽ ok hơn. Thì test 1750 Sigma được cái rất là tiện các bạn ạ. Khẩu 2.8 zoom ra zoom vào, test được đủ các trò. Và mình sẽ để lại hẳn 2.8 mình test luôn nhé. Cho sướng các bạn. Giờ con nha. Rồi ok, chụp cái cây tiếp. Ok, đi nào. Giờ cái là khi chụp ảnh lấy led bằng viewfinder ấy, thì cái Sigma 1750 này nét khá là nhanh. Nhưng mà chụp bằng live view thì 700D nó không tốt lắm. Và con Sigma này cũng không hỗ trợ tốt lắm cho cái vấn đề là chụp live view. Nào ok, bây giờ mình sẽ test bằng tiêu cự 50 hoa nhé.
màu tương đối ok. Sigma thì độ nét thì nó rất là tốt, đặc biệt là nét viền. Khi các bạn chụp với Kalon thì sẽ cải thiện độ nét trên máy, sẽ giúp cho các bạn chụp nó sẽ nét hơn là các ống chính hãng, hoặc các bạn phải dùng những ống chính hãng khá là đắt tiền thì độ nét nó mới tốt được. Được cái là cầm con Sigma và con 1750 thì khá đầm tay, nó sẽ hơi nặng một chút đối với các bạn nữ, còn lại thì mình thấy là với mình thì nó khá là đầm tay. Chỉ có cái là cái bán cầm 700D hơi nhỏ, nó không sâu như cái bọn 77D hay là 800D mới, và nó bị thừa mất ngón út của mình. Đây, như tay mình cầm các bạn thấy nó bị thừa mất ngón út, đâm ra hơi cấn tay một tí, nhưng không sao, mình thấy là cầm khá ổn và chắc tay, rất là chắc. Nhưng mình không đeo dây, mình cầm đi liên tục nhưng không thấy mỏi tay. Bo ke ở con này thì khá là ổn, khá là tròn. Khi mình chụp tại đây, mình sẽ test bo ke các bạn. Ở rìa thì nó vẫn sẽ có hiện tượng méo méo một tí nhá. Bo ke nó sẽ hình oval một chút. Còn lại thì khi các bạn ở vùng trung tâm thì nó sẽ nét khá là tốt. Và mình sẽ test cái tính năng nó là chụp liên tục. Ok. Bị rung mất rồi các bạn ạ. Mặc dù mình đã để tốc độ 200, 1/200, nhưng anh ấy đi nhanh quá nên nó bị ao mất rồi. Đường hôm nay bọn mình đi sớm quá, đâm ra không có mẫu nhiều. Mình sẽ đành chụp cảnh vậy. Chụp cảnh, chụp hoa lá cảnh vậy các bạn ạ. Mình cũng rất là muốn đi những nơi có nhiều gái để test cho các bạn, nhưng mà thông cảm cái là mình không có nhiều, quá nhiều thời gian. Chính vì vậy cũng chỉ đi test loanh quanh đời thường, chân dung mấy thằng cu em quay phim, và test thực tế, test hoa cỏ, test street light các thứ như này các bạn thôi. Và thực sự thì có rất là nhiều anh em comment cũng hơi buồn một tí, đó là ảnh bọn mày như cứt, ảnh vỡ, video thì mờ. Nhưng mà nói thật thì đi chụp như thế này, mẫu như thế này, cảnh như thế này, và nó chỉ là một cái test nhanh, một video bọn mình chỉ có khoảng tầm 30 phút để đi quay chi tiết cho các bạn như này thôi, thì cũng rất là khó để nó đạt được cái chất lượng gọi là thế lọ thế kia. Mà mình làm sao để nó thực tế nhất, chi tiết nhất, anh em xách máy ra ngoài chạy ra phát đi với đứa bạn, chụp ảnh cho nó, chạy ra ngoài phát, chụp cho người yêu được vài bức ảnh đẹp. Đó là những điều bọn mình hướng tới, và nó là một cái điều mà nó thân thiện gần gũi các bạn nhất. Đấy là điều mình phấn đấu lên, chứ không phải là chụp gì đó này lọ đẹp hơn người lọ người kia. Bởi vì mình là một cameraman mà, đâu phải là một photographer đâu. Nên anh em photographer nếu mà thấy thích gần gũi anh em vào giao lưu, còn không thấy mà thấy mình kém thì thôi, out, xem kênh khác chuyên nghiệp hơn nhé. Thật sự luôn, các ông đến với tôi. Còn lại nếu mà anh em nào muốn cảm thấy thích thì solo đánh đèn, ra đây anh em mình solo. Chứ còn bây giờ các ông bắt tôi như này, máy không, mẫu không, cảnh thì xấu, xong vào chửi mệt lắm. Nên anh em thông cảm nhé. Thấy hay thì subscribe, thấy không hay thì góp ý. Còn ông nào lém gạch lém đá thì cẩn thận bị ban nhé. Chụp dàn mùng tơi. Hồi nhỏ thì anh em mình hay làm cái súng đôm đốp ấy, chặt những cái khúc dốc giếc ra, xong là có cái, xong là cho mùng tơi vào bắn nhau, bắn bẩn hết quần áo, cái hạt mùng tơi màu tím tím ấy, bắn mẹ tét tét, xong về ăn đòn mẹ tét đít. Cái hồi trẻ con cũng hay, giờ lợi nhiều khi là già lớn này. Bây giờ nhiều khi đi làm quay video với các bạn như này nó cũng là một cái thú vui. Đầu tiên giúp mình giảm cân, giảm béo bụng. Cái thứ hai là khi mỗi lần nhìn vào ống kính này, cũng như ở bọn mình đang trao đổi trực tiếp với các bạn ấy, anh em nói chuyện chém gió, nó cũng sẽ giúp mình giảm stress trong công việc hàng ngày. Ok, bây giờ mình sẽ thử chụp một cái bức ảnh gọi là tử tế hơn tí nhá. Quý vị mày đứng vào đây đi. Một cái bức ảnh tử tế có nghĩa là các bạn sẽ chụp một khung cảnh nó hẹp lại một chút, và trên một nền đồng dạng bạn cho mẫu đứng vào, đứng sát vào tường ấy. Đứng dịch như bên này đi. Rồi. Đấy, mình tự nhiên gần vào một tí. Gần sang bên này đi. Tự nhiên mình thấy một bức tường màu vàng và trên này có một vệt sơn đỏ, thì mình sẽ chụp Huy ở trên này. Nó giống như kiểu thằng Huy bị chém phát tét máu đây. Và đây mình sẽ thu hẹp khung hình vào một tí. Bức ảnh đầu tiên là mình sẽ chụp dư một tí phần chân nó nhá, xuống đất nhá. Và trên khung hình, con đi đi. Và trên khung hình thì nó sẽ có hai phần, đó là phần đất và phần tường màu vàng, và sau đây mình sẽ chụp hẹp hơn và sẽ giúp chẳng chỉ có thằng Huy, bức tường và một vệt máu đó.
thì đây là một cái nguyên tắc mà giúp các bạn chụp đẹp hơn. Đó là khi chụp chân dung thì một là bạn xóa phông nhiều vào, hai là khi các bạn không có ống xóa phông thì các bạn sẽ chọn cho một cái nền mình, một cái nền đồng dạng. Ok, Huy tiếp sang đây. Chúng ta lại có một cái cửa đỏ và nền này nó có hai màu thôi, đứng ở giữa luôn. Nó có ba màu chính, ở trên là một cái bức sắt, màu sắt không sơn, ở giữa là màu đỏ, có sơn màu đỏ và dưới là hoa nhá. Đầu tiên mình sẽ chụp rộng ra và sẽ có linh tinh ở xung quanh nữa. Rồi, bước thứ hai là mình sẽ chụp hẹp vào, giữa nó sẽ còn trên hai mảng sắt thôi. Sẽ không lấy cỏ nữa vì nó sẽ mặc quần đen. Đồ như này thì mình sẽ chọn hai màu này, nó cũng tương đối đồng dạng. Đó, thì như thế thì khi người xem họ sẽ tập trung nhìn vào chủ thể của bạn hơn. Bạn hãy chọn những bối cảnh đồng dạng, đặt mẫu vào thì mẫu của mình sẽ nổi bật hơn nếu các bạn không có ống xóa phông tốt nhá. Còn có ống xóa phông tốt thì thực ra là xóa phông rồi thì có nhìn thấy cái phông nó có cái gì đâu, thì lúc nào nó cũng sẽ tương đối đẹp. Chính vì vậy anh em mới tập chơi ấy, thường hay chụp xóa phông hoặc là xóa mẫu, lấy phông xóa mẫu, chụp phông xóa mẫu. Ok, hôm nay làm nhảm hơi nhiều, chúng ta sẽ lại nói tiếp về một số cái tính năng cũng như đặc tính của con 700D hay là cái con ống như mình đang cầm là ống Sigma 1750. Thì cái ống Sigma này có độ led cực kỳ tốt, nó sẽ bổ sung độ led cho, bởi vì Galon thì bản chất đặc biệt là con 700D nó một cái độ led khá là mềm, khá led khá là mềm. Chính vì vậy cái skin tone, cái da mẫu của cái dòng Galon đặc biệt là dòng 700D nó sẽ lên rất là mượt mà, khi kết hợp với cái độ led gai của con Sigma nó sẽ tạo ra một bức ảnh khá là ổn và chụp mẫu rất là đẹp. Nhưng có điều là màu Sigma nó sẽ hơi xỉn hơn cái màu 50 1.8 nhé, nên bạn nào chuyên chụp chân dung ấy thì mình khuyên vẫn lấy kit gọi là chống cháy, sau đó chọn 50 để chụp chân dung. Còn ông nào lười thay ống hoặc thích cả nhà đến trường hoặc thích là cái góc rộng chụp đẹp hơn ấy, thì các bạn sẽ lấy con Sigma này 1750 này, thì cả chân dung lọ chân dung kia, khi bạn đi đường bạn sẽ thấy những cái cảnh đây đang chém gió, thấy một cảnh ship line rất là đẹp. Đó là một bức hình cô gái ở đây cực kỳ đẹp, đẹp dã man luôn. Đẹp không? Đấy. Thực sự là khi các bạn có mẫu đẹp thì các bạn chụp như nào cũng đẹp. Mình sẽ ví dụ mình sẽ chụp gần hơn vào cái bức này nhé. Là các bạn sẽ không biết là mình chụp ở ngoài hay là chụp ở trong. Ok, rồi đi thôi. Nên quan trọng nhất ấy, các bạn xem. Là muốn chụp ảnh đẹp thì có rất là nhiều yếu tố. Máy xịn là một này. Cái thứ hai là các bạn sẽ phải có mẫu ngon, khung cảnh đẹp, thì trình độ tốt, nó có rất là nhiều yếu tố để khiến cho bạn có một bức ảnh đẹp. Chính vì vậy các bạn hãy làm chủ thiết bị của mình, hãy tận dụng những gì mình đang có và thể hiện được những bức ảnh tốt nhất bằng cách, nếu mà thực sự bộ máy mình nó không quá khủng thì mình chọn một khung cảnh nó đẹp hơn một chút, nếu bộ máy mình không quá khủng thì mình sẽ chọn mẫu mình đẹp hơn một chút và nó sẽ mang lại nhiều giá trị hơn và cái bức ảnh của bạn nó sẽ nhanh đẹp hơn. Hoặc là các bạn cần chú ý một yếu tố cực kỳ quan trọng trong nhiếp ảnh, đó là ánh sáng. Ánh sáng là linh hồn của nhiếp ảnh. Khi các bạn có ánh sáng, bức ảnh của bạn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ánh sáng rõ ràng, ảnh của mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây, ví dụ mình chụp một dòng sông màu đen thì thực sự chỉ có Photoshop mới cứu được. Chứ còn bạn mang một DX2 ra đây thì nước nó vẫn màu đen rồi các bạn ạ. Ok, như mình đã phân tích thì giờ chúng ta sẽ tổng kết lại một chút. Đó là về 700D thì đây là một con máy mà nó ra đời cũng tương đối là một thời gian, không quá lâu nhưng cũng không gọi là quá gần. Chính vì vậy cái lượng công nghệ ở trong nó vừa đủ, không quá hiện đại nhưng không quá cổ. Chính vì vậy mà nhưng mà được cái một cái đặc điểm rất là quan trọng bây giờ là 700D rất là ngon, bổ rẻ và dễ dùng. Vì vậy 700D với cái mức giá 8 triệu thì gần như nó là một cái mức vô địch trong tầm giá về độ ngon. Bạn có thể vừa mua để quay phim, vừa mua để chụp ảnh chân dung, vừa mua để chụp ảnh phong cảnh. Và cái tính năng của nó tương đối ổn, nó không quá được ngon như cái dòng 800D về cái khả năng đua pixel, nhưng nó cũng có 9 điểm crop tip rất là đỉnh. Ví dụ 6D chỉ có 1 điểm crop tip thôi các bạn ạ. Nhưng nó là 3 stop đó. Ngoài ra thì khả năng quay video được full HD, chụp hình 5 tấm trên 1 giây nhiều lắm. Ngon, cực kỳ ngon. Ngon bổ rẻ chính là đây. Ngoài ra thì ống bạn có thể đấy, lấy ống kit để mình có thể sử dụng đơn giản, đa dụng để mới tập 50 1.8 STM, quay tốt, chụp tốt không tiếng động để các bạn chụp chân dung. Và ống Sigma 1750, một ống gọi là ngon bổ rẻ với mức khẩu 2.8 rất là ngon, từ nhà đến trường xóa phông rất ngon, chụp rộng cũng rất ngon. Đó, đây là một bài review qua của mình để hướng dẫn các bạn có thể test 700D, khả năng quay phim, khả năng chụp ảnh, cũng như là cho bạn đánh giá về những chiếc ống cơ bản 18-55, 50mm và Sigma 1750.
Hello anh em. Và như vậy là bọn mình đã vừa đi test 700D cùng với lại ba chiếc ống này về. Hôm nay thì trời nó hơi oi, nó sẽ có hơi nắng một chút nhưng mà trời vẫn là khá là nhiều mây. Chính vì vậy cái bài test của bọn mình nó sẽ phản ánh tương đối đầy đủ những cái tính năng của 700D cũng như là từng chiếc ống. Thì hy vọng rằng qua cái bài test vừa rồi thì các bạn đã có những cái cảm nhận mà cá nhân cũng như là có những cái đánh giá cá nhân. Ở đây thì mình sẽ đã sâu hết ra hình ảnh cũng như video thì các bạn có thể đánh giá qua đó được là những cái khả năng tốt này, những khả năng còn thiếu và những khả năng gì mà mình cần nâng cấp lên đời máy cao hơn, hoặc là mình đã dùng 700D và những cái ống này là tốt rồi. Ok, mình là Kiên đến từ máy cũ Hà Nội và hy vọng những cái video của bọn mình sẽ được các bạn ngày càng ủng hộ. Nếu thực sự thấy nó hay thì các bạn có thể chia sẻ giúp mình nhé. Còn nếu mà các bạn thấy thực sự những cái thông tin bọn mình đưa ra nó bổ ích thì có thể vui lòng ấn cái nút subscribe và cái chuông để nhận những video của bọn mình sớm nhất. Còn nếu mà thấy bọn mình có những cái điểm gì còn tồn tại chưa được hay, các bạn cứ vui lòng comment phía bên dưới. Những cái gì đánh giá thực sự tốt mà mình sẽ cố gắng cải thiện, và anh em mình sẽ đưa ra những vấn đề tranh luận. Bạn nào mà thấy nó không hay comment chửi thì chúng mình chửi lại. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.